như tất cả quý vị, hàng năm anh em Liên Hội Cựu Chiến Sĩ nói riêng và anh em cựu quân nhân vùng Nam Tây Nguyên đều tổ chức buổi tưởng niệm ngày hôm nay. 43 năm trước, giờ phút sau cái lệnh đầu hàng của Tổng thống Duy Văn Minh, chính chúng ta đã thấy cái nỗi quan thiên đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, suốt 43 năm qua, chúng ta thấy gì ở đất nước và quê hương chúng ta? Tất cả đều là sự đổ vỡ, kể cả người mà tự xưng là kẻ thắng cuộc. Nỗi đau đó chúng ta ngày hôm nay, đây là cái điều bữa mà chúng tôi cảm thấy rằng quý vị đã đến với chúng tôi rất đông ngày hôm nay để cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau của đất nước suốt năm qua. Các kênh đem cơ quan truyền thông báo chí chút nữa đây cũng sẽ tiếp nay chúng tôi để chuyển về tất cả các nước các nước dành phút yên lặng để tưởng niệm đúng 12 giờ trưa cho vui lễ ngày hôm nay cho mọi người cùng biết. Và chúng tôi nhận thấy có ông Húc Nguyễn, Secretary of Orange. Thank you.
chiến hữu với một phần điều khiển chương trình khai mạc của lễ hôm nay. Chào tay, chào lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam bắt đầu. Yeah, I got that.
với tư cách là một thành viên của ban tổ chức, tôi sẽ cũng là Liên hội Liên hiệp xóm chủ tịch Liên hội nên đi nói đôi lời đồng bào đồng hương. Kính chào quý nhân dân, quý đại biểu, quý vị đại diện tôn giáo, quan khách và tất cả các anh chị em người Việt quốc gia. Kính thưa quý vị, ngày hai năm xưa 30 tháng 4 năm 1975, tổng thống cuối cùng của nền đệ nhị Cộng hòa đã kêu gọi tất cả các chiến sĩ chiến đấu cho nền dân chủ và tự do miền Nam Việt Nam buông súng đầu hàng. Thế từ ngày hôm đó, lịch sử Việt Nam đã bước qua giai đoạn mới, giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Chúng ta phải nói là 4.000 năm văn hiến, tự hào là dân tộc con rồng cháu Việt. Kính thưa quý vị, chiến tranh hai bên, cái sự mất mát lúc nào nó cũng phải có. Tuy nhiên, một quân đội hùng mạnh như chúng ta, miền Nam Việt Nam trong thời điểm đó mà bị bất tử bởi đồng minh thì không có gì đau buồn cho bằng. Vào tháng này, không biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, cho đại nghĩa dân tộc và tung tiếp cho lòng trung thành của tổ quốc. Bao nhiêu chiến sĩ quốc gia đã oan khiêng, đã chết oan trong ngục tù cầm sẵn. Và không biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta vì lý tưởng tự do mà hy sinh tính mạng nơi rừng sâu, nơi biển cả mênh mông. Kính thưa quý vị, 43 năm qua, dòng nước lối trôi. Khi nhắc nhở đến thì chúng ta không thể không thổn thức, mà phải nói là nước mắt liên tục. Hôm nay chúng ta đứng nơi đây, nguyện hồn thiêng sông núi phù hộ cho nước Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản bạo tàn, cầu nguyện cho những anh linh các chiến sĩ vì vất vân thần sớm siêu thoát. Và cuối cùng ở nơi đây, tôi xin trích 4 câu thơ của nhà thơ không quân Ngọc Anh Vũ viết về cái gương oanh liệt, trung liệt, thương tiếc cho anh hùng. Chúng ta không quân Nguyễn Gia Tập trung tiếp đúng vào ngày 30 tháng 4. Tháng trưa trời đổ cơn mưa hạ, trần gian vòng vũ đám mây đen, truy điệu anh hùng dân tộc Việt, tổ quốc ghi ân vọng tiếng kèn. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời đại diện của Hội đồng Liên Tôn trên đây có đôi lời phát biểu. Xin mời. Kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, kính thưa các liên trưởng, kính thưa các chiến hữu, kính thưa tất cả quý đồng hương, kính thưa quý vị đại diện dân cử, kính thưa dân biểu Alovento, tôi tới đây ngày hôm nay không phải với tư cách một người trong Hội đồng Liên Tôn, không phải với tư cách là một hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo, mặc dù chúng tôi phải mang huy hiệu này, mà tôi tới đây với tâm trạng của một người từng sinh hoạt, từng hoạt động trong cái chế độ miền Nam 43 năm trước. Kính thưa quý vị, khi mà tôi rất là đột ngột khi mà niên trưởng Phan Tấn Ngưu mời chúng tôi lên để phát biểu,
Giây phút vừa qua làm cho chúng tôi nhớ lại 43 năm trước. Ngày này, sau khi lời tuyên bố đầu hàng buông súng của tướng Dương Văn Minh, tôi không gọi là tổng thống. Tại tỉnh Vĩnh Long, lúc bây giờ chúng tôi có trách nhiệm về bên cảnh sát đặc biệt, tức là cảnh sát chìm. Tòa tỉnh trưởng có tổ chức một cái phiên họp để quyết định có đầu hàng hay không. Chính vì vậy mà tỉnh Vĩnh Long lúc bây giờ 11 giờ 30 phút chúng tôi mới ra lệnh cho những thuộc cấp của tôi buông súng để giải tán. Từ một cái người chịu trách nhiệm an ninh, bây giờ mình trở thành là những người phải đi chui đi nhủi, rồi sau đó phải đi tù ra ngoài miền Bắc, rồi trở về sau khi thời gian ở tù bị họ làm tới làm nhục làm đủ thứ hết, phải bỏ quê hương xứ sở đi giữ biên với 1/1000 cái sống. Bao nhiêu cái điều đó không thể nào chúng ta quên được. Kính thưa quý vị, sở dĩ mà hơn 30 năm nay chúng tôi cùng xe chen vai sát cánh cùng các chiến hữu của chúng ta trong mọi cái cơ hội để mà tranh đấu cho độc lập, tự do, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, không phải vì lòng hận thù, mà tại vì chúng tôi thấy rằng chúng ta có trách nhiệm phải tiếp tục tranh đấu. Bây giờ chúng ta đã biết sự thật của Cộng sản, chúng ta phải noi gương, phải làm cho các đàn em hậu tấn noi theo, biết rằng cái bộ mặt thật của Cộng sản không phải giống như là những điều mà họ đã tuyên truyền. Tôi rất là buồn khi mà một số người sinh hoạt trong phương diện tôn giáo lại bị ru ngủ bởi một cái câu nói tôn giáo không làm chính trị, cho nên chính họ đã thản nhiên phanh tay bó gối, thản nhiên nhìn đồng bào của chúng ta tiếp tục bị đau khổ, bị đàn áp, bị cướp bóc, bị tù đày và dần dần nước mắt mà họ vẫn giữ gìn. Mình ai cho mình một việc gì, chúng ta phải nhớ ơn và thank you, cảm ơn họ. Cái điều này chúng ta đã ở trên đất nước này bao nhiêu năm, đất nước này đã nuôi chúng ta bao nhiêu năm để có hình hài gấm dốc này, hình hài thân thể này, có cái trí khôn ngoan này, mà bây giờ là chúng ta là phủi ơn, chúng ta coi giống như là cái công cuộc tranh đấu này là của tất cả anh em chiến sĩ chứ không phải là của mọi người. Cái điều đó rất là đau lòng thưa quý vị. Cũng như hôm qua chúng tôi cầu nguyện tại tượng đài thiền nhân, chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là những người dân mà họ là những anh hùng. Thành phần thiền nhân tử nạn, họ hy sinh trên biển cả, trên rừng sâu, trong đó có tất cả quân dân cán chính của chúng ta. Chính họ đã điểm tô sáng thêm hai chữ tự do để cho ngày hôm nay những người hiện diện ở đây phải nhớ ơn họ. Nếu không có họ, chưa chắc thế giới mở rộng vòng tay để đón tiếp chúng ta, là tại vì chúng ta vì tự do mà phải bỏ nước ra đi, chứ không phải là chúng ta đi tìm một vì cái kinh tế mà thôi. Cho nên nhân cơ hội này, trước anh linh của Đức Thánh Trần, trước hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt nữ của dân quân Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin cầu nguyện với hoài linh của quý vị hãy hộ trì cho dân tộc Việt Nam sớm thoát qua cái cảnh đau khổ này, và xin các ngài hãy chuyển hóa tâm linh của những người còn đang cầm quyền tại Việt Nam trở về với dân tộc, và đặc biệt mong các ngài hãy chuyển hóa tâm linh của những người đã vì chữ tự do ra đi mà hiện bây giờ đã thờ ơ trước bổn phận nước chúng ta sớm mất. Chúng tôi nghiêng mình kính cẩn, rất là tôn kính những anh hùng, những vị đã sinh hoạt trong Liên hội Cựu chiến sĩ
của tất cả các hội đoàn, những anh em đã lãnh trách nhiệm trước cái đoàn thể chính trị, đã không vì những cái hưởng thụ hiện tại mà quên đi cái bổn phận của mình đối với đất nước. Đã đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn thị trưởng Tại Đức Trí cũng như tất cả những anh em dân cử khác. Không quên cái nguồn gốc tị nạn của mình. Và mong rằng tất cả chúng ta cố gắng tranh đấu thế nào, bỏ hết dị biệt để một ngày nào đó chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 này ngay tại Sài Gòn. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội nói lên cái tâm tình của mình trong cái ngày đau buồn nhất trong cuộc đời của mình hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Thành Giàu. Chẳng những đóng vai trò một tôn giáo mà vai trò một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để lên đây để cùng bàn những điều có lẽ chúng ta đều đã biết. Tiếp theo chúng tôi xin mời thị trưởng Tại Đức Trí, là cái người mà bức tượng Trần Hưng Đạo đã có ngày hôm nay, cũng như là có cái tên đường Trần Hưng Đạo vào năm ngoái, cũng đúng ngày 30 tháng 4 năm ngoái, đã chúng ta đã dịp bức tượng. Xin mời tất cả quý vị dân cử của thành phố Quảng Tây, mời thị trưởng Tại Đức Trí. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị tương thương cùng tất cả quý đồng hương, Phó Thị trưởng Thái Lê Diệp, thị viên Kimberly Hall, anh Charlie Chiến Nguyện cùng cá nhân chúng tôi vô cùng cảm động được cùng với tất cả quý vị tham dự lễ tưởng niệm 30 tháng 4. 43 năm về trước, chúng ta đã mất miền Nam. Và biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến hàng triệu đồng bào của chúng ta bỏ nước ra đi. Dân tộc Việt Nam của chúng ta là một trong số ít những dân tộc trên thế giới rời khỏi quê hương đất tổ mình nhiều nhất. Chúng ta không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Trong 43 năm qua, thế hệ của các chú, các bác, Liên hội Cựu chiến sĩ cùng rất nhiều đồng thuệ đã gìn giữ căn cứ tị nạn của mình. Và các dân cử tại thành phố Westminster trong hơn 4 thập niên qua cũng đã cố gắng cùng với tất cả quý vị tranh đấu để chúng ta gìn giữ được biểu tượng và hình ảnh tị nạn. Căn cứ tị nạn chính là biểu tượng của tập thể người Việt tị nạn chúng ta tại hải ngoại. Cờ vàng ba sọc đỏ đã mãi mãi tung bay trên đường bốn xa đại lộ Trần Hưng Đạo, đường Sài Gòn, các nghị quyết cấm cửa các phái đoàn cộng sản đến thành phố Westminster, cũng như nghị quyết phản đối việc trưng bày cờ máu bất cứ nơi nào trong thành phố. 43 năm qua, chúng ta đã không quên cội nguồn của mình. 43 năm qua, chúng ta đã không quên những giờ phút cuối cùng mất miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Và chắc chắn rằng sự ủng hộ, sự gìn giữ trân quý của tất cả quý vị cho hai chữ tự do sẽ là hy vọng cho thế hệ của chúng tôi tiếp bước, ghi nhớ và tranh đấu. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn thị trưởng Tại Đức Trí cùng tất cả quý vị nghị viên của thành phố Quốc Minh Tơ.
Hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh đã được đón tiếp ông Alan Lewandowski. Tôi xin kính mời ông Alan Lewandowski lên đây, coi như để có những cách nhìn của một người dân biểu liên bang đối với cái ngày 30 tháng 4. Xin kính chào quý vị. I'm honored to be here with you as we remember and never forget the loss of freedom in Vietnam, the hundreds of thousands of soldiers from the Republic of Vietnam who gave their lives, the thousands and thousands of U.S. soldiers that gave their lives, the hundreds of thousands of people that died as they sought freedom and escape from tyranny and communism and died at the sea, the millions throughout the world who were part of the Vietnamese diaspora. It's so important that we remember and we honor those that fought for freedom. But it's also important today that we rededicate ourselves to standing up and fighting for freedom in Vietnam today, which does not exist. There is no religious freedom. There is no ability to dissent. The newspapers have been closed down. The people cannot speak out. And as your Congress member, I'm going to speak out, and we are going to demand freedom and democracy in Vietnam. Tôi phong xin được phép dịch dài dịch sơ vài ý của dân biểu liên bang Alan Lewandowski. Ông rất là cảm động như là vinh dự ngày hôm nay đến với cộng đồng chúng ta cũng như mỗi năm trong dịp ngày đau thương trong lịch sử của dân tộc để mà cùng tưởng niệm, tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, đã hy sinh. Các quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh anh dũng chiến đấu, và cũng như rất là nhiều hàng trăm ngàn đồng bào chúng ta đã tử nạn trên đường tìm tự do. Và ông nhắc lại là ngày cũng như mỗi năm khi chúng ta tưởng niệm ngày đau thương của dân tộc này, chúng ta cũng không quên nhắc nhở mình và hãy chúng ta cần phải tiếp tục trên con đường tranh đấu để cho Việt Nam thực sự có tự do dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo, vì những cái đó sau 43 năm cũng không có tại Việt Nam. Và đó là những cái thông điệp, những lời nhắc nhở của ông dân biểu Alan Lewandowski, và ông sẽ hứa rằng sẽ cùng với cộng đồng chúng ta tiếp tục sát cánh trong những ngày tháng sắp tới để tiếp tục lên tiếng tranh đấu cho tự do và dân chủ thực sự cho Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin mời coi như là một vị chủ tọa của cái buổi lễ ngày hôm nay, một vị niên trưởng khả kính đã gần gũi với anh em chúng tôi suốt một chuỗi dài ở tại hải ngoại này. Xin mời niên trưởng Cổ Tấn Kinh Châu. Quý chiến hữu, anh chị em, đồng bào, đã 43 năm trôi qua mà ngọn lửa quốc hận vẫn còn rực sáng trong lòng người Việt. Đó là ngày tang thương của đất nước, ngày chia lìa cả dân tộc, ngày mà dẫn nước đắm chìm trong bể khổ. Dù chúng ta đã rời khỏi đất nước, nhưng lá cờ vàng ba sắc đỏ vẫn tung bay phất phới trên khắp mọi nơi con người Việt sinh sống. Lá cờ này chỉ rủ xuống trong một giờ đúng giữa trưa ngày 30 tháng 4 hàng năm
để chịu tang cho đất nước. Ngày Quốc khánh 30 tháng 4 là ngày mà chúng ta chỉ còn nhớ đến những giọt nước mắt và máu dành cho một chế độ tự do dân chủ tại miền Nam Việt Nam đã bị bức tử. Đây là một biến cố đau thương, mất mát của dân tộc và đất nước. Là ngày mà đời sống của người Việt Nam trên toàn quốc đã bị thay đổi từ tốt đẹp đến thành công, thành cùng khổ, tâm tối không có ngày mai. Là ngày đại thảm họa của dân tộc với sự cai trị khắc nghiệt của bạo quyền cộng sản, tham nhũng bất công. Là ngày bọn cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là tay sai của Tàu Cộng. Từ ngày bọn cộng sản chiếm miền Nam, lính sống thì đi tù khổ sai, còn lính đã chết thì bị đào mộ quốc mã. Nói chỉ đến thành phần thương phê binh cô nhi tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa lại càng bị đéo đọa đầy thê thảm hơn. Chiến tranh chấm dứt ngày 30 tháng 4 1975, lửa đạn không còn mà người ta vẫn bỏ chạy. Chạy thật xa nghĩa là người ta sợ bọn cộng sản còn hơn lửa đạn. Năm nay lần thứ 43, dân Việt trên toàn thế giới đang ngậm ngùi tưởng niệm Quốc khánh 30 tháng 4 để tri ân và tưởng nhớ đến hàng triệu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng bào ruột thịt đã nằm xuống vì chế độ cộng sản Việt Nam. Nơi đây còn những giọt nước mắt xúc động chia sẻ an ủi, những bàn tay siết chặt cho nhau một ước mơ tươi sáng trong tương lai của dân tộc và đất nước. Làm sao quên được bao chiến sĩ đã tuẫn tiết từ hàng binh sĩ đến tướng lãnh. Làm sao quên được cả nửa triệu người phải vùi thân dưới lòng biển sâu, hàng trăm ngàn tinh hoa đất Việt phải bỏ xác trong những trại tù lao động khổ sai. Các lễ tưởng niệm ngày Quốc khánh hàng năm đã giúp tuổi trẻ cảm nhận được sự đau thương mất mát mà các thế hệ trước phải hứng chịu, và các em cháu còn có bổn phận phải nhớ để ngăn chặn lịch sử đen tối đừng tái diễn. Chúng ta có cùng một tuổi hờn trong quá khứ, có cùng một trang sử quốc hận và có chung một lá cờ vàng ba sợi tỏ. Chúng ta không bao giờ quên ngày 30 tháng 4. Đó là một ký ức đau thương, nhưng nó sẽ là động lực giúp chúng ta tạo ra sự thay đổi. Cộng sản Việt Nam là bọn đánh thuê, vì chính Tổng Bí thư Lê Duẩn đã định nghĩa cuộc chiến này là Việt Nam đánh cho Mỹ và đánh cho Liên Xô Trung Quốc. Sau ngày 30 tháng 4 1975, người dân miền Bắc từng lớp lớp người già người trẻ kéo nhau lên núi cao dù rừng sâu, leo dọc Trường Sơn mới đất mà tìm xương cốt con cháu của mình đã chết cho Liên Xô và Trung Cộng. Hiện nay bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam mang dòng qua đến nghĩa trang của lính Trung Cộng bị chết vì xâm lăng Việt Nam với hàng chữ ô nhục đời đời mang ơn. Trong khi dân đói rách thảm thương, đang lúc trẻ con miền cao nguyên phải lội qua suối, đu dây, trôi vô bao ni lông để qua sông đi học. Lớp học thì không có nắp, có nơi học sinh phải ngồi dưới đất, ốm đau không có thuốc. Nhà thương mỗi giường nằm 3 người ở trên và vài người ở dưới. Nằm ở hành lang thì bọn cầm quyền lại lo xây cổng chào, tượng đài quy nga đồ sộ hàng ngàn tỷ. Vì đón Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đến Hà Nội mà phải hạ cờ rủ cho lễ tang của tướng Võ Nguyên Giáp ngày 13 tháng 10 2013, cho thấy ngoại giao của nước Việt Nam hèn hạ đến mức nào với bọn cộng sản phương Bắc. Bọn cộng sản vốn lấy chữ sợ phương Bắc làm gốc nên
thấy đâu cũng đầy những sai lầm có thể làm chúng cậu phật lòng. Đã qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với các chế độ khác nhau bên cạnh láng giềng phương Bắc, tham lam lãnh thổ của ta vẫn vững bền. Trước ngày 30 tháng 4 1975, dầu chưa hoàn thiện, dầu bị giới hạn vì chiến tranh, chế độ Cộng hòa vẫn là chế độ tự do dân chủ, tôn trọng dân quyền và nhân quyền. Sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã tô thắm cho lá cờ vàng sự an toàn của đất nước cho các thế hệ hôm nay và mãi 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 sau, vẫn luôn nhớ đến các anh những người bất tử. Ngày nay các anh vẫn sống trong tâm thức của mọi người dân Việt trên đất nước Việt Nam. Đã 43 năm, quá dài, quá đủ cho những thương đau. Mong rằng tất cả người Việt thấy được sự thật mà biết bỏ cộng sản. Tưởng niệm Quốc Thần tháng 4 năm nay, trong tinh thần cùng góp sức đấu tranh chung của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngày trước Nguyễn Phi Khanh đã nói với con đừng khóc lóc làm gì, mà hãy quay về lo rửa hận cho nước, trả thù cho cha, đó mới là một đại trung đại hiếu. Nguyễn Trãi đã giữ trọn vẹn hai chữ hiếu trung. Còn chúng ta hãy đoàn kết lại với quyết tâm rửa sạch mối hằn xâm lăng bọn cộng sản tàn ác phương Bắc. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn niên trưởng đã có những cái thước phim dĩ dạng đau thương như là sự nhắc nhở để chúng ta đừng bao giờ quên bổn phận của mình, nhất đối người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa. Và tiếp theo tôi xin mời ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California, đương nghị viên thành phố Garage, ông Bùi Thế Phát. Kính thưa các bậc trực thượng, kính thưa tất cả quý đồng hương khắp nơi và đồng bào trong nước. Ngày này 43 năm trước là một ngày vô cùng đau buồn cho toàn thể con dân Việt của chúng ta. Không nhất thiết là người miền Nam mà cả hai miền Nam Bắc. Nếu giả sử mà 43 năm trước miền Nam Việt Nam của chúng ta thắng được cộng sản thì bây giờ vận mệnh của nước ta đã khác hẳn. 90 triệu người dân trong nước thực sự có được tự do, có nhân quyền, có cơm no, áo ấm. Nhưng tiếc thay sự việc nó đã không xảy ra như vậy. Với cả một quân đội hùng mạnh, nhưng chúng ta đã bị bức tử bởi vì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã bán đứng chúng ta vào năm 1972 khi họ ký hiệp định ở Bắc Kinh bán đứng miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng. Nhưng thời thế, thế thời phải thế. Ngày hôm nay có mặt ở đây, chúng tôi thay mặt cho toàn thể người Việt ở Nam Cali muốn bày tỏ lòng cảm kích và cảm phục đối với tất cả các anh hùng tử sĩ đã hy sinh bỏ mình vì đất nước, và đối với tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng. Quý vị xứng đáng là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ đã là trưa ngày 30 tháng 4. Tôi không khỏi ngậm ngùi khi đứng đây tưởng nhớ lại các vị tướng lãnh vào giờ này và vào buổi chiều tối này đã tuẫn tiết để giữ vẹn khí tiết của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, đứng ở đây quý vị thấy hàng cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió có đẹp vô cùng. Chúng ta phải quyên quyết chống cộng sản, không phải là vì họ đã xua quân xâm chiếm miền Nam gây đau thương tang tóc cho dân tộc,
không phải chỉ vì họ đã cầm tù 300.000 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù họ đã chiến thắng năm 1975 và trong đó hơn 98.000 người đã phải bỏ mình trong trại tù. Cũng không phải chỉ vì họ đã làm cho 1 triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi và hơn nửa triệu người đã phải bỏ mình dưới rừng sâu và biển cả, mà bởi vì họ vẫn tiếp tục đàn áp dân lành, vẫn tiếp tục bán nước bán dân. Và vì thế chúng ta phải kiên quyết chống cọc và mong rằng một ngày sắp đến đây, với sự kiên quyết của hơn 2 triệu đồng bào ở hải ngoại và 90 triệu đồng bào trong nước, cờ vàng, ba sọc đỏ sẽ bay khắp nẻo đường quê hương đất nước. Và chúng tôi kêu gọi tất cả các dân cử Việt Nam, chúng ta không phải chỉ nói bằng miệng, mà tôi yêu cầu quý vị, chúng ta phải sát cánh với các chiến sĩ, các đồng hương ở hải ngoại, đồng hành cùng đồng bào trong nước để mà tranh đấu cho một tự do Việt Nam và chấm dứt tất cả những cái việc làm mà mang lợi đến cho các cơ sở thương mại có sự hợp tác với lại nhà cầm quyền cộng sản. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you.